4 của Đồ Phay Việt Nam 2023 khép lại với hàng loạt tình tiết hấp dẫn cùng màn lật ngược tình thế, giành chiến thắng của bộ đôi huấn luyện viên Minh Triệu Kỳ Duyên. Trong đoạn teaser được công bố ở cuối tập phát sóng tuần trước, khán giả được fan thót tim khi chứng kiến các thí sinh chật vật ở thử thách boxing trên không. Trước thềm phát sóng tập 5, Đồ Phay Việt Nam 2023 tiếp tục nhá hàng với teaser hé lộ thử thách photoshoot đôi đầy kịch tính. Đáng chú ý là màn thị phạm nóng bỏng nhất của huấn luyện viên Minh Triệu và Kỳ Duyên. Trong teaser của tập mới nhất, Đồ Phay Việt Nam 2023 đã chính thức đưa thử thách photoshoot quay trở lại. Đây cũng xem là kỹ năng mà các khán giả vô cùng thích thú và mong chờ. Để bước vào thử thách lần này, các chiến binh chúng ta phải học cách làm thế nào để có thể nhạy bén trong cách posing và biểu cảm phù hợp với từng tiêu chí mà các nhãn hàng yêu cầu. Cụ thể trong đoạn teaser cũng hé lộ phần Maxine Lash với thử thách dành cho top 12, đó chính là chụp photoshoot đôi với những boxing khó nhằn. Dường như độ khó của thử thách đã được nâng lên một cấp độ mới, khiến cho thí sinh liên tục chật vật. Trước tình thế trên, huấn luyện viên Anh Thư đã đặt ra yêu cầu xin mời Kỳ Duyên Minh Triệu vô thị phạm. Cũng tại đây, tất cả tâm điểm chú ý đổ dồn vào màn thị phạm của đôi huấn luyện viên Minh Triệu Kỳ Duyên, dân tình liên tục choáng váng, không chỉ bởi visual siêu đỉnh mà còn ấn tượng trước màn tương tác cực kỳ chuyên nghiệp của cả hai. Liên tục có những boxing đốt mắt cùng thần thái xuất thần, bộ đôi huấn luyện viên Minh Triệu Kỳ Duyên đã khiến khán giả đứng ngồi không yên. Dàn thí sinh liên tục hú hét trước không khí hừng hực mà cả hai tạo nên. Chưa dừng lại ở đó, khoảnh khắc cuối cùng trong đoạn teaser chính là chị Đại Anh Thư bắt chữ A mồm chữ O, khiến khán giả không khỏi tò mò. Cuộc chiến đến gần hơn với ngôi vị quán quân Đồ Phay Việt Nam 2023 đang ngày một căng thẳng và đầy cam go. Tình huống kịch tính nào sẽ diễn ra trong tập phát sóng tiếp theo? Cùng đón chờ những tình tiết hấp dẫn và kịch tính trong tập 5 của Đồ Phay Việt Nam 2023 vào lúc 20h30 Chủ nhật ngày 2 tháng 7 2023 trên VTV9. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.